Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng chú Bình Thảo ạ. Em là quản lý chi nha. Em xin kính chúc quý khách một ngày mới thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Địa chỉ của tiệm em nằm ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha quý khách nha. Rất mong được đón tiếp khách hàng ở trên tiệm em ạ. Thì là Tết đến xuân về rồi thì là mấy chị ơi, đánh đổi cái tiệm em sắm cho mình những bộ nữ trang thật là xinh đẹp và lộng lẫy cho mình nha, để trưng diện cho những ngày Tết nha ba quý khách hàng ơi. Thì là hôm nay em xin giới thiệu một số mẫu dàn công ty 610 em mới về hàng nha mấy chị. Thì là hôm nay em về là Siemens nè. Siemens lắc tay, mặc dây chuyền, đồ bộ ha. Kèm theo là những cái đồng hồ rất là dễ thương đó chị. Cái đây em cầm tới em quay một lượt xa vòng cho khách xem những cái mẫu mà hôm nay mình sẽ giới thiệu nè. Quay cầm màn hình quay đi. Dạ, hôm nay nè mấy chị nè là những cái đôi bông tai nha, bông bạc nha. Bông bạc nè, rồi nhẫn cái này là em phục vụ cho mình là ngày ngày dí thần tài luôn nha mấy chị nha, ngày tới dí thần tài luôn nha. Trời ơi, cái này là em đập hộp xương xương thôi chứ không, tiệm em á nhập cái lô này nè ngàn chiếc luôn nha mấy chị, ngàn chiếc luôn nha. Rồi chưa kể là nhẫn kim tiền mấy chị nè, đây à, nhẫn kim tiền nè, đôi đơn, trời ơi quá trời đẹp mấy chị nha. Chút xíu nè em sẽ cho mấy chị coi cận cảnh luôn nha. Những cái tông lắc tay nè mấy chị, lắc hột màu nha, thanh mảnh rất là dễ thương luôn. Nói chung là cỡ nào đây cũng được những cái mẫu này nha mấy chị, không có kén tuổi nha. Và những cái mẫu lắc cham nè, Badora rất là sang trọng và quý phái luôn nha mấy chị ha. Dàn công ty 610 cặp bến luôn tại tiệm vàng Kim Anh Thảo em ha. Rồi những cái lắc cham tầm khoảng 3,5 chỉ, 3 chỉ trở lên nè. Đó, những cái lắc thương hiệu Chanel nè mấy chị. Đó, lắc ban nha, lắc túi xách, đẹp cực kỳ luôn đó mấy chị ha. Rồi, mấy chị ơi, thích cái mẫu nào vui lòng chụp lại màn hình giùm em nha. Đây, những cái đồng hồ nè mấy chị. Đó, đồng hồ vàng công ty 610 nha. Đây là đồng hồ vàng, đây là vàng thật luôn đó mấy chị. Rồi những mẫu Siemens vừa gặp bến luôn nè. Siemens này là bản 3 ly mấy chị nha. Công ty ra cái nào là em hốt nguyên đó luôn mấy chị. Trời ơi cái này là về mới về theo thôi nha, chứ còn hôm qua hôm trước á về nhiều lắm mấy chị ơi, nhưng mà không có thời gian để mà đập hồ cho mấy chị xem luôn á. Thì khách đó tiệm quá trời đông rồi. Dạ đây là những cái bộ đồ bộ siêu mảnh dễ thương cho mấy chị nè. Tầm khoảng là cỡ là 7-8 chỉ nha mấy chị nha. Khoảng 7-8 chỉ, đẹp cực kỳ luôn, đẹp xỉu mấy chị nha. Ơi, hàng công ty đẹp cực kỳ luôn, mới cập bến luôn mấy chị. Mê xỉu luôn nè. Rồi thương hiệu nè ha. Rồi hơi mệt ha. Rồi những cái mẫu dòng hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. Một bộ tầm khoảng là cái 7-8 chỉ mấy chị, 7-8 chỉ nha, đủ size đủ đồng lượng luôn. Rồi thương hiệu ha, đầy đủ cái đồng lượng luôn. Rồi bây giờ em quay cái màn hình đứng cho chị giới thiệu cho khách nha. Bây giờ chút xíu nữa em xin giới thiệu một số mẫu cận cảnh cho mấy chị nha. Thì tiệm em là vẫn hoạt động bình thường ở tiệm của mấy chị, nên là có gì mấy chị ghé tiệm em nha. Với lại tiệm em là có đổi vàng nữa, vàng ở chỗ khác mấy chị mua rồi mấy chị muốn đổi lại á thì là em mời cái tiệm em được tiếp nha. Kiểm tra vàng, nó vàng công ty sẽ đổi ngay một tiền con cho mấy chị. Dạ, cái bộ con công đang đeo đẹp không mấy chị? Bộ con công này là bộ con công siêu đỉnh luôn nha mấy chị nha, một bộ duy nhất thôi, con công đá màu xanh nha. Qua năm mới thì mấy chị xài màu xanh ha, màu xanh là màu xanh hy vọng, màu xanh may mắn đó mấy chị. Đây, cái dây liền mặt nha. Những chị nào mà không thích dây liền mặt như thế này thì em có dành riêng một cái mặt dây chuyền riêng cho mình đeo dây hoặc là kiềng nha mấy chị. Cái vòng tay nè, cái nhẫn ha. Cái vòng tay này trọng lượng vàng của nó là 8,9 nha mấy chị. Cái nhẫn là khoảng 2,7 ha. Cái nhẫn là khoảng 2,7 à. Rồi còn cái dây này khoảng gì bé? Dạ cái dây chuyền này khoảng 1,2 lượng mấy chị nha. Đây ạ. Đây, bao đầy cho mấy chị mình luôn ha. Đó, cái bông tai nữa, một đôi bông tai với mấy chị nha, bông tai hình con cong luôn và cái mặt cái chuyền luôn. Em hãy cho mấy chị xem nha, lấy cái đôi con cong lên chị. Đây mấy chị, một bộ dây chuyền mà con cong mấy chị nè. Em quay sát xíu cho chị xíu, xin sẽ tới cho chị xíu, chị quay cái mẫu rõ rõ cho khách. Đây ạ. Đây là nguyên một bộ con cong mấy chị nha, nguyên tem con cong luôn. Cái này là em mới nhập về nha mấy chị, vàng công ty 610 luôn nha, bao đầy cho mấy chị mình luôn. Dạ đây, đây là tông sạc tông của nó mấy chị nha. Thích cái nào rồi chụp lại màn hình giùm em mấy chị. Bông tai nè, nhẫn nè, mặt cái chuyền vòng nha. Những chị nào lấy nguyên combo này vẫn được nha. Còn những chị nào mà lấy cái dây không á thì là em không bán lẻ được mấy chị, em bán nguyên bộ nha. Đây ạ. Đây, em sẽ có hai sự lựa chọn mấy chị, một là lấy cái mặt ha, hai là lấy cái dây liền mặt luôn. Đẹp cực kỳ mấy chị, quá trời xuất sắc luôn. Những mẫu này mấy chị ơi, vàng đúc tấm đặt kẹo luôn nha. Cái mặt là 4,2 nha mấy chị ha. Đôm tay rất thanh mảnh, đôm tay khoảng có 9 phân hơn nha mấy chị. Rồi
À, em nhờ mấy chị chia sẻ lại dùm em mấy chị nha, chia sẻ lại để mọi người biết đến thì bàn kêu não rộng rãi hơn. À, rất là cảm ơn quý khách hàng nhiều luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ vào tâm chủ đề chính cho mấy chị nha. Thì bây giờ là em sẽ giới thiệu một số mẫu. Vậy ta mẫu là mẫu lắc đi ha. Đây mấy chị, lắc tay nha. Cái này là em mới về một lô lắc một màu siêu cấp luôn mấy chị ơi, siêu cao cấp luôn nha. Lắc hoa này mấy chị nè, lắc hoa đẹp cực kỳ luôn nha. Không biết là để đây mấy chị có coi rõ được không à. Rồi em đứng một chút xíu mấy chị chụp hình lại giùm em nha. Những cái hột này là hột đá cao cấp nha mấy chị, hột đá cao cấp luôn nha. Với lại vàng bên em là bán vàng nước đầu tiên luôn, vàng nước đầu tiên mấy chị luôn nha. Đeo rất là sáng đẹp và bền luôn. Đây hột đó là bên em bảo hành trọn đời cho mấy chị mình luôn ha, bao bảo hành trọn đời luôn. Hình như là không có rõ bằng dưa lên tay đúng không. Rồi em sẽ giới thiệu một số mẫu rồi cụ thể một chút xíu cho mấy chị nha. Lượng mẫu tương đồng, đồng lượng vàng lên anh chị. Đây ạ, cái lắc này là trọng lượng vàng của nó là 2.6 mấy chị, 2.6 nha. Hàng công ty mới về nên cái tem em nhìn là em nhìn em báo nó chơi nha một chút xíu mấy chị nha. Cái này là 3 chỉ, lắc đỏ này là 3 chỉ nha. Lắc màu đen này trọng lượng vàng của nó là 3.3. Và lắc màu vàng là 3.8 mấy chị nha. Thích cái nào chụp lại màn hình giùm em luôn ạ. À. Rồi bỏ tiếp đi. 3.8 nha. Em bỏ lên tiếp bên tay chị đi. Cái màu hồng này rất là ngọt mấy chị nè. Ngọt màu cực kỳ luôn, mới ngọc đó trời, cái màu hồng đẹp quá mấy chị ơi. Đây cái màu hồng viên đáo nó là như đá sòn mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn nha, sòn nhân tạo rất là chiếu sáng luôn, là 3.1 của mấy chị, đá màu hồng 3.1 nha. Rồi cái đá vuông này trọng lượng vàng của nó là 3.3 của mấy chị nha. Rồi cái đất đỏ đẹp quá ngọc ơi, đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Cái đất đỏ nè, đất đỏ trọng lượng vàng của nó là 2.96 ha. Rồi đỏ tiếp xanh luôn mấy chị nè, đẹp cực kỳ lên tay em luôn nha mấy chị ha. Thích cái nào chụp lại màn hình giùm em luôn ạ. À. Địa chỉ thì em nằm ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Lan chú ơi, một bạn ra coi cái lan thứ hai dùm chị nè, nó đang bọc hết cả mấy đôi luôn nha. Đây. Wow, tâm trà đẹp quá. Cái lắc đá này đá màu tràng mấy chị nha, đá trà tắm full luôn, phun tắm luôn màu trà luôn, trầm lượng vàng là 4.7 mấy chị ha. Rồi cái lắc này là lắc màu hồng rất là ngọt màu luôn nha mấy cô mấy chị nha. Rồi cái này là không có kén tuổi ai đeo cũng được hết trơn, 7.5 lắc này à. Rồi cái lắc tiếp theo luôn là trọng lượng vàng của nó là 4.3 ha, 4.3 hơi chút xíu. Rồi lắc đá cao cấp đẹp cực kỳ mấy chị nha, đẹp lộng lẫy luôn ha. Rồi 5.19 nè. Rồi cái lắc hoa mai mấy chị nè, đó cái lắc hoa mai đẹp cực kỳ luôn ha, trọng lượng vàng của nó là 5.3 nha mấy chị. Tiếp theo là 3.3 nha. Rồi cái lắc thương hiệu VL này mấy chị ơi, trọng lượng vàng của nó là 5.7 ha, 5.7 luôn. Cái này là gì? Cái đá đỏ này dễ thương ghê nè mấy chị. Đó đá đỏ chạm viền bi luôn nha, chạm miệng bi luôn, trọng lượng vàng của nó là 2.2 mấy chị ơi, 2.2 nha. Đá đỏ tiếp theo trọng lượng vàng của nó là 2.8 à. Rồi 2.8 nha. Đá màu xanh là 2.93 chỉ mấy chị ha. Rồi đá vàng tiếp theo luôn là 4 chỉ mấy chị, 4 chỉ ha. Rồi cái mẫu cái bên là mẫu 3 gết vuông luôn mấy chị ơi, là 6.5 à. Cái hộp màu xanh ngọt màu ghê gớm luôn mấy chị ơi, trọng lượng vàng của nó là 3.4 ha. 3.4 là cái lắc cuối cùng luôn, là trọng lượng vàng của nó là 4.6 mấy chị. Đẹp cực kỳ mấy chị nha. Rồi tiếp theo luôn là em sẽ lên cho mình là những cái lắc Pandora mấy chị ha. Pandora nè, quá wow, rồi xong luôn. Những món lắc Pandora như thế này nè mấy chị ơi, thì trọng lượng vàng của nó là tầm khoảng là cỡ là 3 chỉ trở lên nha, 3 chỉ 4 chỉ trở lại mấy chị. Cưng quá mấy chị ơi. Bây giờ em sẽ dơ cái mâm lên, mấy chị thích cái nào chụp lại màn hình giùm em mấy chị nha. Cái lắc này đẹp quá nè mấy chị nè. Cái lắc đẹp cực kỳ luôn nha. Lắc này lắc thương hiệu Trà Nội, 3 chỉ 3 mấy nha mấy chị, 3.4 ha, 3.4 mấy chị nha. Ba chỉ tư à,
Dạ đây, đây là một mâm Black Barbara. Em mới gặp bến tại tiệm vàng kia bên Thảo mấy chị nha. Tranh thủ ghé tiệm em rinh cho mình những sản phẩm đẹp đọc và lại cho bản thân mình luôn nha. Đẹp cực kỳ mấy chị ơi. Lát cham, lát món đủ kiểu, lát túi sách nè. Túi sách thương hiệu LV nè mấy chị nè. Rồi mấy chị chụp lại màn hình giùm em nha mấy chị nha. Tiếp theo là em sẽ lên đồng hồ. Wow. Mẫu lắc đồng hồ với mẫu lắc lắc xoắn mấy chị, đi kèm với lại cho mình là một cái dây chuyền xoắn nha. Đây, mẫu đồng hồ này á chị ơi, bông bìa nhiều lắm mấy chị, bông bìa có trăm đô lần đó chị ơi, mấy trăm đô lần đó. Lắc đồng hồ đai trơn nha, đai trơn luôn. Cái này trọng lượng nhà của nó là 4.4 chỉ. Rồi cái mẫu này luôn là 5 chỉ 9 6 chỉ. Tiếp theo luôn là cái đai của nó, đai kim tiền luôn. Cô ơi đi vòng đây một con với cô. Dạ dạ cảm ơn cô ạ. Rồi cái mẫu lắc tiếp này là 5 chỉ 3 nha mấy chị nha. 5 chỉ 3 ạ. 5 chỉ 3. Rồi tiếp theo luôn là 4 chỉ 3. Phải không ta? Dạ đúng rồi, 4 chỉ 3 mười mấy mấy chị nha. 4 chỉ 3 4 chỉ 4 ha. Rồi siêu phẩm bên em luôn nha mấy chị nha. Lắc đồng hồ luôn, đúc tắm luôn nha mấy chị. Đai cái tắm nha. Trọng lượng dài là 8 chỉ 6 à. Đẹp cực kỳ không mấy chị. Bao đẹp cho mấy chị mình luôn nha. Rồi đeo Tết sương sương là những cái mẫu này trưng diện cho mình cho những ngày Tết nha. Ngày lễ là đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ha. Đây. Rồi mẫu lót xoắn này trọng lượng vàng của nó là từ 2 chỉ 1 chỉ 7, từ 1 chỉ 7 tới là 5 chỉ mấy chị mình nha. 1 chỉ 7 tới 5 chỉ à, lót xoắn luôn nha mấy chị. Mẫu lắc tay sắn luôn nha, 1 chỉ 7 đến 5 chỉ. Rồi. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mình là một số mẫu lắc tiếp theo mấy chị nè. Lắc nhiều lắm mấy chị ơi. Đây ạ. À. Lắc xong rồi tới cement nha, em sẽ quay cement cho mấy chị xem luôn nè. Cement bản Bali nha. Đây. Những mẫu lắc như thế này nè, nó có trọng lượng từ là 1 chỉ 2 chỉ 7, 2 chỉ 7 trở lên mấy chị nha. Rồi những mẫu lắc bi luôn nè. Còn lắc bi ha, lắc Panora, lắc tỳ hương mấy chị đầy đủ. Đầy đủ luôn nha. Đó, đầy đủ kiểu cho mấy chị mình luôn. Rồi mẫu lắc nè, thương hiệu à. Rồi GG mấy chị ơi, GG nha. Lắc hột màu nè, lắc màu trà nè mấy chị. Ngọt màu kinh khủng luôn, trời ơi cái màu cưng quá mấy chị ơi. Trời cái lắc hình con bướm quá trời dễ thương luôn. Đó mấy chị. Rồi lắc màu đen nha. Đó. Mấy chị thích cái này cho lại màn hình giùm em mấy chị nha. Lắc con bướm này trọng lượng vàng của nó là 3 chỉ 3. Nói chung trung bình những cái này khoảng là 2 chỉ mấy nè, cho tới là 3 chỉ 4 chỉ mấy chị. Rồi em sẽ lên cho mình là cement nha. Cement thì đây. Cement cái này là bản của nó là bản Bali mấy chị. Em có đủ size và đủ ni luôn nha. Bản Bali em gặp bến nè. Từ nay 48 cho tới đi 56 mấy chị ơi. Wow, cái lắc này rớt xuống này lên bên này. Cái lắc tông trà đẹp quá mấy chị ơi. Cái lắc tông trà này là 3 chỉ 3. 3 chỉ 3 nha mấy chị. Vậy rồi, cement này thì là em về đủ thương hiệu luôn. Trà nồi nè, lớp du nè. Lớp du nha. Rồi em có mẫu mới luôn là mẫu Bình An mấy chị nha. Mẫu cement mới là mẫu Bình An luôn. Rồi em vô lên đi, em làm sao em vô lên đi. Rồi thương hiệu đời tôi mấy chị ơi, đời tôi nữa nè. Quá trời chữ luôn rồi mấy anh mấy chị ơi. Tranh thủ cái tiệm vàng của em nha chị ơi, chị ơi. Chị ơi. Đẹp xỉu mấy chị ơi. Đây nha mấy chị, cement nha. Cement gặp bến tại tiệm vàng Kim Anh Thảo mấy chị nha.
Rồi những cái mẫu như thế này một bộ nó trọng lượng vàng bao nhiêu không biết luôn mấy chị ơi. Dạ ba ly thì một bộ của nó tầm khoảng là cỡ năm bốn chứ mấy năm chỉ mấy chị, năm chỉ rưỡi nha, tùy theo size lớn nhỏ mấy chị, tùy theo size lớn nhỏ của mình luôn nha. Trời đeo cái nhẫn bông tai gác mấy chị, trời ơi từ ngựa gãy một cái mấy chị. Dạ em đang đây mình là cái nhẫn móng tay á mấy chị, cái gì thắc mắc đúng không? Dạ cái nhẫn móng tay đồng lượng nhà khoảng 7 phân mấy chị nha, thương hiệu GG luôn phải không? À Chanel mấy chị, thương hiệu Chanel ha. Và cái này là em đang đây mình là một bộ luôn này, nó có mặt cái chuyền và vòng và nhẫn mấy chị, cái nhẫn là khoảng là 6 chỉ ha, cái vòng là khoảng 1 lượng 3 mấy chị, vòng là khoảng 1 lượng 3 à. Rồi xi men xong em tới đồ bộ mấy chị nha. Dạ mấy chị ơi video này nó hơi dài mấy chị, nhớ xem hết video giùm em về sau là còn gì mẫu mấy chị. Ây da đây bây giờ em sẽ lấy táo có nhẫn con công xuống mấy chị để em lên đồ bộ cho đẹp nha. Nhiều hút quần ngọc nè. Đây không đau á chị, tại vì đưa lên hết mấy cái bộ này nó hơi lâu này chứ. Gì đó hả? Dạ cái này là mấy chị, cái này là bộ nha, một bộ này động lượng nhàn của nó khoảng là cỡ 6-7 chị mấy chị, một bộ khoảng 6-7 chị nha, rất là đẹp màu luôn. Wow cái bộ này đẹp quá mấy chị ơi, thích cái nào chụp lại màn hình giùm em mấy chị nha, chụp lại màn hình rồi ghé đến tìm bàn với Minh Thảo liền mấy chị, để lên cho mình những sản phẩm đẹp đặc và lạ luôn ha. À, mặc cái bông ha. Bao nhiêu phút rồi mới? Dạ đây à, trời ơi nó đẹp cực kỳ mấy chị ơi, đẹp xỉu mấy chị nha. À mấy chị ơi do cái video nó hơi dài mấy chị nên là có gì chút xíu em sẽ lên video sau cho mấy chị xem nha. Mấy chị đừng có rời màn hình một chút xíu nha, em sẽ lên tiếp những mẫu đẹp cực kỳ sang trọng cho mấy chị để chuẩn bị ngày Tết luôn nha. Mấy chị đợi chút xíu nha, thì em xin chào và hẹn gặp lại mấy chị ở video sau nha. Vì do cái video nó hơi dài mấy chị nên là em sẽ chia ra hai cái video nha, mấy chị đợi em một chút xíu nha. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại.